Vsmart Smart Active 3, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020, công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart ra mắt mẫu điện thoại thông minh Vsmart Active 3, với hiệu năng vượt trội và thiết kế lộng lẫy, là sản phẩm tâm điểm trong loạt smartphone thế hệ thứ 3 của VinSmart. Vsmart Active 3 kế thừa trọn vẹn thiết kế sang trọng của dòng Active và hiệu năng chụp ảnh vượt trội của dòng Lai. Trong đó, mặt sau của Active 3 là bộ sưu tập đá quý gồm 4 lựa chọn thời thượng: xanh lục bảo, xanh sapphire, đen thạch anh và tím ngọc mặt trước là màn hình tràn viền AMOLED lên đến 6,39 inch, với độ phân giải cao Full HD+, kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay và vẻ ngoài bắt mắt. Active 3 mang đến trải nghiệm thị giác hoàn hảo từ trong ra ngoài cho người dùng. Đặc biệt, nhờ tích hợp toàn bộ phần cứng camera của dòng live và bổ sung các tính năng mới, Active 3 cũng trở thành mẫu điện thoại có hiệu năng chụp ảnh tốt nhất từ trước đến nay của hãng với camera trước dạng trượt, cụm camera AI độ phân giải cao, camera góc rộng và camera xóa phông đỉnh cao cùng với độ phân giải lên đến 48 megapixel của cụm 3 camera A, y và 16 megapixel của cụm camera selfie trượt. Active 3 còn được bổ sung những thuật toán mới nhất nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh. Giao diện chụp ảnh được tích hợp các bộ lọc màu chính thức của Google Photos, cho phép người dùng dễ dàng hình dung ra hiệu ứng của bức ảnh ngay từ trước khi chụp, đồng thời có thể xóa phông khi quay video. Về giao diện, không chỉ cung cấp các chủ đề phong phú, có thể cá nhân hóa theo sở thích, Vsmart còn được thiết kế đa nhiệm phù hợp cho cả người thuận tay phải và tay trái bàn phím cũng được thiết kế mới hoàn toàn, tối ưu cho kích thước và độ phân giải cao của màn hình, cũng như các dòng máy trước đó, Vsmart duy trì chính sách bán hàng và hậu mãi vượt trội trên thị trường. Theo đó, khách hàng mua Vsmart Active 3 sẽ được hưởng chế độ bảo hành lên đến 18 tháng, thời gian bảo hành đổi máy mới là 101 ngày bảo hành một đổi một và chương trình trả góp 0%, hấp dẫn.